nơi lạnh nhất thế giới mà có người sinh sống sẽ như thế nào? Đây là Yakutsk, một thành phố ở vùng Siberia của Nga. Theo đó, cư dân tại Yakutsk cho biết mức nhiệt từ âm 40 đến âm 50 độ C là điều quá đỗi bình thường đối với họ. Thậm chí, nhiệt độ ở đây nhiều khi còn xuống dưới âm 70 độ C. Để dễ hình dung cái lạnh ở đây khủng khiếp như thế nào thì mời các bạn xem tiếp video này. Quần áo phơi ngoài trời sẽ cứng như đá. Úp mì tôm ngoài trời mà quên không ăn một lúc thôi là thành đá luôn. Đến cả tóc hay râu của bạn cũng không ngoại lệ. Nếu bạn tạm thời cần một cây búa thì có thể để hoa quả ngoài trời. Một lúc sau nó sẽ rán như đá và có thể đóng đinh được. Ô tô ở ngoài trời cũng phải nổ máy liên tục vì nếu tắt máy là phải đợi đến mùa hè mới khởi động lên được. Thậm chí nếu hắt nước sôi ra ngoài trời thì chỗ nước đó sẽ hóa tuyết ngay lập tức. Khi người dân Yakutsk ra khỏi nhà, mọi bộ phận trên cơ thể từ tóc đến ngón chân đều phải được bọc kín, chỉ có thể để lộ một phần khuôn mặt để nhìn đường. Thời tiết khắc nghiệt là vậy, nhưng Yakutsk vẫn là nơi sinh sống của khoảng hơn 300.000 người, tương đương với dân số của tỉnh Bắc Cạn. Theo đó, cơ sở hạ tầng ở đây như đường xá, chợ, phương tiện công cộng, siêu thị, khách sạn, nhà hàng đều có đủ. Ai thất tình mà ra ngoài khóc thì chắc chắn là không chớp được mắt. Thế còn ông nào mà buồn tiểu, không nhịn được mà đi ở bên ngoài thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.